Thưa quý vị, qua ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy, một số khu vực trong tỉnh tiếp tục có mây đối lưu phát triển, đặc biệt tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà. Trong điều kiện như vậy thì cần lưu ý điều gì? Thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ là dự báo thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng yếu, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ 26 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Khu vực miền núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 85%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, trời nhiều mây, đêm và sáng phổ biến ít mưa, trưa chiều có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 87%. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 4. Thưa quý vị, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, những đám mây đối lưu sẽ gây mưa rào và dông ở khu vực huyện Đức Thọ, Hương Khê, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang, kèm theo đó là hiện tượng dông, tố, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi và ngập úng những vùng thấp trũng. Rút kinh nghiệm từ vụ hai người tử vong do sét đánh tại tỉnh Thanh Hóa, khi thời tiết xấu, mọi người cần tránh các vật dẫn điện, những nơi ẩm ướt. Nên tắt các thiết bị phát thanh, truyền hình, điện thoại để đảm bảo an toàn. Sau đây là phần dự báo thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm về sáng có mưa rào và dông vài nơi. Một vài nơi có mưa vừa, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng đồng bằng ven biển nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, trung du và vùng núi từ 23 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ phía Bắc từ 26 đến 32 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tây Nguyên, đêm và chiều trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày ít mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.